chị Alex lại quay trở lại rồi đây với clip ngày hôm nay. Chị Alex lại tiếp tục hướng dẫn cho các em thực hiện bạn búp bê giấy có khớp giống như thế này nghe. Nhưng mà ở đây chị Alex đã tìm được một cái cách để mà chúng ta không cần phải sử dụng cái đầu bấm lỗ, mà chúng ta có thể sử dụng một cái dụng cụ khác đơn giản và dễ dàng hơn. Đây là bạn búp bê giấy hôm trước chị Alex sử dụng bằng đồ cái dụng cụ bấm lỗ á. Thì ở phía sau nhìn như thế này ha. Dùng đồ bấm lỗ á, thì cho nên là cái khớp của chúng ta nhìn nó rất là linh hoạt. Cho nên chị Les đang nghĩ ngay một cái cách để cách nào nếu như các bạn chưa có thời gian để mua cái dụng cụ bấm lỗ thì chúng ta có thể thực hiện được bạn búp bê khớp này. Đây là một bạn búp bê, một bạn búp bê giấy có khớp. Ở đây là khuôn mặt của bạn búp bê mới của chị nha. Hai bạn này là khác nhau á, khuôn mặt khác nhau, chỉ có thân hình hơi giống giống nhau thôi. Rồi, giờ ở đây là một cụ băng keo. Đây là những cái dụng cụ bình thường mà chị hay sử dụng để làm búp bê giấy, như các em đã thấy những cái clip trước á nha, băng keo và kéo, dụng cụ rất là quen thuộc luôn. Thì hôm nay sẽ có thêm sự xuất hiện của một bạn mới, đó là bạn một cây kim. Kim nhỏ như này, những em các em hay sử dụng kim mai tai cũng được. Đây chị có sẵn một cái kim. Cái kim là dụng cụ mai vá nè. Bây giờ thì chị Alex sẽ tô màu ha, tô màu da. Sau đó dán bằng keo như thế này, hai phần như thế này nha, cũng như những clip trước thôi các em nha. Các em có thể tua nhanh qua đoạn này nếu như các em muốn nhanh chóng tìm được một cái cách để mà có thể làm bạn búp bê giấy có khớp mà không cần phải dùng dụng cụ bấm lỗ nha. Ở đây chị Alex đang tô màu da cho bạn búp bê của chúng ta trước, sau đó dán bằng keo theo thứ tự giống như là những cái clip trước mà chị Alex có hướng dẫn. Các em có thể tìm lại link những cái video trước của chị Alex nha. Những video trước thì chị Alex có hướng dẫn cách để mà chúng ta tự thiết kế một bản búp bê giấy luôn, vẽ trên cơ bản trên cái nền giấy A4 như thế nào ha, rồi cắt canh đo và cắt các bộ phận như thế nào để cho nó khớp với nhau. Màu nước ở đây, màu nước chị Alex sử dụng ở đây là màu nước thiên long nha. Chị Alex pha một tí xíu màu màu trắng chung với màu kem, màu hồng nhạt nhạt, màu trắng thì nhiều, còn những màu kia thì ít thôi, chỉ chấm nhẹ thôi, chứ không thì lên màu nó sẽ hơi bị tối quá, cho nên chủ yếu vẫn là màu trắng. Và đây là chị Alex đã tô xong bạn búp bê này, đã có trang điểm cho bạn búp bê giấy của chúng ta luôn, một khuôn mặt rất là nữ tính luôn. Đây hai bạn hai phong cách khác nhau, như các em một bạn thì hơi cá tính với môi đỏ nè, một bạn thì có vẻ hơi hiền lành một tí xíu. Rồi bây giờ chị Alex sẽ đến phần dán băng keo như thường lệ nha các em. Đây, dán băng keo vào như thế này. Khi dán các em nhớ miết cho nó dính sát vào như thế này, nhưng không nên nếu mà nó không đều quá nó sẽ bị sần sùi, chỗ băng keo thì sẽ rất là xấu. Sau đó chị Alex sẽ tiếp tục cắt những cái phần này ra nha. Đây là những bộ phận cơ thể của bạn búp bê giấy sau khi chị Alex đã cắt ra, và chị Alex đã thử dùng cái cán hút lúc nãy chị Alex đã giới thiệu đó và sử dụng để xem nó có thành công không. Chị thấy cũng rất là thành công đó các em. Đó, sau lưng nhìn thấy nó cũng giống, nhé cũng giống na ná như cái bạn búp bê khớp dùng dụng cụ bấm lỗ, nhưng mà ở đây là chủ yếu chị sẽ dùng ống hút và băng keo. Ở đây chị sẽ ghép thử cho các em xem cái phần cổ và phần đầu chúng ta đi vào như thế nào nha. Lúc này chị đã có giới thiệu một cái kim. Đây, dụng cụ thay vì chúng ta dùng đồ bấm lỗ thì chúng ta sẽ có một cái kim nhỏ như thế này, cũng canh phần chính giữa nha. Canh chính giữa được một cái lỗ như thế này.
Sau đó các em xoay dùng tay giữ giữ chặt nha, và xoay nhẹ 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 để cho cái phần lỗ này có thể rộng ra một tí xíu. Tại vì có băng keo dán rồi cho nên là các em yên tâm là nó sẽ không bị rách đâu, nhưng mà các em làm cũng nhẹ nhẹ tay một tí xíu thôi nha. Cho vừa đủ rộng là được rồi. Nó như thế này nè, đó có một cái lỗ. Sau đó chị mới dùng một cái hút. Đây. Bấm cái hút lại như các em để cho nó có sẵn một cái nếp gấp như thế này luôn, đó, cho nó dẹp nếp lại vậy nè. Sau đó chị sẽ cắt một cái vòng nhỏ. Cái độ dày của cái miếng ống hút mình cắt nó có thể là các em canh làm sao cho nó đi vừa vào cái lỗ lúc nãy nha. Đây chị sẽ cắt một cái miếng nhỏ như thế này thôi. Lý do chính mà chị Alex sử dụng cái ống hút là tại vì nó sẽ không có bị đứt, khó bị đứt lắm. Tại vì nó bằng nhựa. Sau đó chúng ta sẽ khoét, cắt cho đứt rời ra luôn. Cắt ra. Để chúng ta có thể luồn vào trong cái lỗ lúc nãy nha. Nó hơi cong cong cho nên cũng hơi khó đúc vào một tí xíu. Nhưng mà khi các em quen tay rồi là các em làm rất là dễ nha. Đây đó, rất là dễ. Cứ đưa vào như thế này là chúng ta đã xong cái phần xuyên vào cái lỗ này nha. Ngay tại cái phần nếp gấp lúc nãy chúng ta đã có rồi, cho nên nó sẽ nằm ngay cái vị trí chính giữa rồi đó. Rồi, chúng ta chỉnh cho nó hơi thẳng lên đằng trước chút nha. Sau đó chúng ta sẽ dùng băng keo. Chị Alex sẽ lấy một ít cái băng keo. À quên, phía sau nó cũng sẽ có cái biếng tròn giống như là cái bạn búp bê mà có bấm lỗ á. Thì phía sau cũng có một cái khớp để dán vào như thế này nha. Cũng có hình tròn như vậy luôn. Chủ yếu là các em sẽ dán cái phần tròn nhỏ phía sau này vào trong cái miếng ống hút này cho nó chính vào nha em nha. Chị sẽ cắt cho nó ngắn lại cho nó vừa cái khung hình tròn thôi. Nó sẽ nằm ở chính giữa cái hình tròn. Phía sau ngắn, phía trước dài. Các em nhớ nha, phía sau ngắn, phía trước dài thôi. Và một miếng băng keo cũng nhỏ nhỏ vừa đủ cái phần cắm hút thôi. Chúng ta dán nha, nhớ nha. Để vào phía trong như thế này nha các em nha. Cái mặt mà băng dính nó sẽ hướng ra ngoài nha. Để mà chúng ta dán cái hình tròn lên trên. Đó. Rồi sau đó chúng ta mới dán được cái hình tròn lên trên như thế này nha. Đặt cái miếng băng keo. Các em nhớ là đặt cái miếng băng keo ở phía dưới cái ống hút. Và cái phần mà dính của băng keo á, thì nó sẽ hướng ra ngoài để dán cái phần tròn vào như thế này. Đó. Chúng ta đã có được phía sau lưng rồi. Rất là đơn giản luôn. Đó. Giống như là một cái khóa, chúng ta đã khóa ở phía sau lại đó. Thì bây giờ chúng ta chỉ còn dán lên phần trước kia này. Và cách dán nó cũng tương tự như lúc nãy thôi. Thật ra rất là đơn giản luôn. Các em nếu mà quen tay là các em làm mà búp bê giấy này rất là nhanh luôn á. Đó, cố định như này ha. Rồi bây giờ các em cắt một miếng băng keo dài. Tại vì lúc nãy thì phía trên là dài, phía sau là ngắn nha. Rồi phía trên dài thì miếng băng keo nó sẽ dài hơn một tí xíu so với hồi nãy nha. Rồi và các em cũng để ở phía trong cái miếng hút luôn nha các em. Để phía trong cái miếng hút như thế này. À, để phía trong các em nhìn nha, để phía trong. Và cái mặt dính thì nó hướng ra bên ngoài để dính vào trong cái miếng hút. Lúc là chị Alex chưa quen tay cho lắm nên làm cũng hơi lận cộng á. Rồi, thế là xong. Bây giờ chúng ta chỉ cần dán vào thôi. Đây. Dán cái phần đầu vào nha. Các em nhớ canh làm sao cho chuẩn nha. Canh làm sao cho vừa đẹp rồi dán vào. Đó, thế là chúng ta đã có một cái khớp đóng ở phía trên. Phía trên là khuôn mặt nè, phía sau là cái khớp tròn nha. Hai cái đóng lại với nhau.
giờ chúng ta lại tiếp tục một miếng keo nữa để dán nối cái khớp tròn lại với cái phần đầu để cho hai cái phần này dính vào với nhau. Đây một miếng keo, dán cái khớp tròn ở phía sau dính vào cái phần phía trước đó. Nếu mà các em không dán nó sẽ rờ ra như này nè, nó nghiêng ngay trước nghiêng ngay sau rất là lỏng lẻo. Chỉ cần dán lại hai khớp lại như này là nó sẽ kết nối lại với nhau rất là chặt luôn đó. Xong. Yeah, rất là đơn giản phải không các bé? Yeah, chị thích lắm luôn á. Đó, rất là đơn giản luôn. Như thế này thì sẽ dính chặt vào nhau rồi, không có bị lỏng nữa. Giờ chúng ta sẽ làm tương tự với những cái khớp kia thôi, cũng y như vậy luôn nha các em. Rất là tiện lợi luôn. So sánh giữa hai bạn nè, đó, bạn này cũng cử động rất là linh hoạt luôn. Và khớp tay của bạn, dùng ống hút cũng rất là linh hoạt và cũng giữ rất là vững nha, nó không bị quá lỏng lẻo. Quên, chị Alex có một cái lưu ý với các em là ở cái phần vai, đặc biệt là cái phần vai á, tại vì nó có một cái phần là các em nếu mà muốn khép cánh tay lại sát vô bên hông như thế này á, thì các em dán tới cái phần cuối cùng là dán cái phần hình tròn á lên trên cái phần ở phía trước á như thế này nè, thì các em hãy canh để cho nó sát vào trong bên hông như thế này, rồi hãy dán ở phía mép luôn nha, để cho nó đừng có bị dướng lúc mà chúng ta gặp cánh tay vào bên hông. Nếu không thôi cái miếng băng keo nó dướng. Một tí xíu rồi chị sẽ cho các em xem cái cánh tay bên kia chị Alex dán á, không có chú ý cái chỗ này cho nên là không có gặp cánh tay lại được. Cho nên bây giờ nếu mà dán trụ vai là các em phải gặp cái cánh tay lại rồi trong như này nha, rồi dán ra phía mép ngoài. Làm sao để cho đừng có dính vô cái thân hình nha, chỉ dính vào cái khớp tròn ở trong và cái cánh tay thôi. Đó, như này thì khép lại được. Còn bên đây chị Lex không khép lại được. Chị Lex mới nhớ ra đây nè, tại vì chị dán vào chính giữa cho nên nó bị dướng cái phần băng keo lại, không khép lại được. Chị Lex sẽ sửa lại cái phần này. Rồi, những cái bộ phận khác thì các em cứ làm đơn giản như cái phần đầu thôi, không có gì, chỉ có cái phần cái chỗ hông này là hơi khó một tí xíu. Đó, khép lại như này và dán vào cái phần mép, phía ngoài mép này luôn, để tránh cho khi chúng ta gặp lại nó không có bị kẹp cái phần keo. Đó, thế là xong rồi, chúng ta đã gặp được cái rồi. Hình quá, chị Lex đã sửa được rồi. Các bạn, mình là hai bạn búp bê giấy đây. Đây, chị đã hoàn thành xong bạn búp bê giấy có khớp dùng ống hút. Và bên đây là bạn búp bê khớp đục lỗ, dùng đồ bấm lỗ. Chị đã sẽ so sánh thử cho các em xem hai bạn hoạt động như thế nào nha. Đó, xoay các hướng luôn, rất là dễ, rất là đơn giản luôn. Không có bị quá là lỏng lẻo nha. Vừa dặn thôi. Làm xong cái bản búp bê giấy này là trò chơi các em sẽ rất là thích luôn đó. Vì các em có thể sao tha hồ nha, sáng tạo những cái bộ quần áo thiệt là đẹp cho các bạn búp bê giấy của chúng ta, mà lại còn có thể là chơi được rất là thích so với các bạn mà búp bê giấy không có khớp như thế này á, thì không có linh hoạt thì các em chơi sẽ không thích bằng. Alex cho các em thấy một cái sự so sánh khi sử dụng đồ dụng cụ bấm lỗ á, thì các em sẽ có cảm giác nó chắc chắn hơn nha. Cho nên nếu như có điều kiện thì các em cũng có thể sử dụng đồ bấm lỗ để mà tạo ra bản búp bê của chúng ta. Dụng cụ bấm lỗ thì các em có thể mua ở các văn phòng phẩm hay hiệu sách, chị thấy cũng rất là nhiều á, giá của chắc khoảng là 20 mấy 30 mấy ngàn thôi. Còn ở đây là bản búp bê dùng bằng ống hút, cũng chơi khá là được, nhưng mà đương nhiên thì nó không có chắc chắn bằng cái bản búp bê bấm lỗ đó. Nó cũng có sẽ hơi lâu lúc là sẽ cũng có chiều hướng là nó hơi lỏng hơn một tí xíu, nhưng mà chơi vẫn khá ổn nha các em. Đối với trường hợp mà đối đế quá chúng ta chưa có dụng cụ bấm lỗ thì chúng ta cứ làm thử xem như thế nào.
hy vọng là các em sẽ thực hiện thành công bản búp bê giấy có khớp của chúng ta nha, bằng cách nào cũng được, bấm lỗ cũng được, hoặc là dùng bấm hút cũng được, nhưng mà chúng ta sẽ có những bản búp bê thiệt là dễ thương. Hy vọng là các em thích với chị Alex nha, và luôn ủng hộ chị Alex nha, nhớ đăng ký kênh với chị Alex nha, chia sẻ like nha, và có những cái ý kiến bình luận cho chị Alex thực hiện thêm nhiều những clip nào tốt hơn cho các em nha. Chào tạm biệt các em. Bye bye.